Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục bình luận thế giới 360 độ của truyền hình thông tấn. Thưa quý vị, cuộc đối đầu về công nghệ giữa Mỹ và các đồng minh với Trung Quốc, cụ thể là trong ngành công nghiệp bán dẫn đang có những bước leo thang mới khi một số quốc gia cân nhắc và ban hành lệnh hạn chế bán một số thiết bị sản xuất chip tiên tiến và sản phẩm bán dẫn, lấy lý do lợi ích an ninh quốc gia và ngăn chặn nguy cơ ứng dụng trong lĩnh vực quân sự mỹ là nước tiên phong vận động các quốc gia khác có các nhà cung cấp lớn liên quan đến hoạt động sản xuất chip ban hành quy định tương tự và hồi đầu năm nay mỹ đã dẫn dắt việc hình thành một liên minh nhằm kìm hãm tham vọng xây dựng năng lực sản xuất chip nội địa của bắc kinh tất nhiên trung quốc cũng có những động thái đáp trả mạnh mẽ vòng xoáy cạnh tranh và hạn chế chạy đua trong ngành công nghiệp bán dẫn này không phải là mới và cũng đã có không ít cảnh báo được đưa ra khi căng thẳng ngày càng leo thang tuy nhiên như trong mọi cuộc đua hay xung đột cơ hội và thách thức luôn song hành và để làm rõ hơn những gì đang diễn ra trên đường đua chip toàn cầu, phân tích sâu hơn các khía cạnh mang tính chiến lược của xu thế tái cấu trúc ngành bán dẫn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh tới từ Viện Hàn Lâm Khoa học Xã Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Vâng, xin kính chào quý vị của truyền hình Thông tấn. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại một số diễn biến đáng chú ý trong cuộc đua đang rất nóng hiện nay. Từ tháng 10 năm 2022, chính quyền Tổng thống Biden đã áp đặt một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các công nghệ nhạy cảm với các ứng dụng quân sự. Các hạn chế nhắm vào sản phẩm chip và công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất có thể được sử dụng cho siêu máy tính, thiết bị quân sự cao cấp và phát triển trí tuệ nhân tạo AI cùng nhiều ứng dụng khác. Tháng 12 năm 2022, các lệnh cấm tiếp tục được Mỹ mở rộng và áp dụng đối với nhiều công ty Trung Quốc lớn, trong đó có IMTC, doanh nghiệp sản xuất chip vừa được Trung Quốc đầu tư 1,9 tỷ đô la Mỹ để phát triển việc sản xuất chip trong nước. Không chỉ dừng lại ở Mỹ, Washington còn gây sức ép với các đối tác Hà Lan và Nhật Bản, các nhà cung cấp chính cho thị trường chip, buộc họ phải tham gia cùng với Mỹ. Washington đã nhận được cái gật đầu từ các đối tác Ngày 27 tháng 1 năm 2023, Mỹ đạt thỏa thuận với Hà Lan và Nhật Bản về hạn chế xuất khẩu một số máy móc sản xuất chip tiên tiến sang Trung Quốc. Thỏa thuận trên mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu một số loại chip mà Mỹ đã thông qua vào tháng 10 năm 2022 đối với các công ty có trụ sở tại hai quốc gia đồng minh này, bao gồm công ty ASML Holding NV, Nikon Corp và Tokyo Electron. Đến ngày 23 tháng 5 năm 2023, Nhật Bản đã đặt ra hạn chế trong việc xuất khẩu 23 loại thiết bị bán dẫn, nhưng không chỉ đích danh Trung Quốc mà chỉ nhấn mạnh việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho hòa bình và ổn định quốc tế. Tiếp bước ngày 30 tháng 6 vừa qua, chính phủ Hà Lan đã công bố các quy định mới hạn chế xuất khẩu một số thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc. Theo quy định mới, các công ty ở Hà Lan sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu một số thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến ra nước ngoài các quy tắc sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 tới đây. Trước một loạt các động thái gây sức ép của Mỹ và các đồng minh, Trung Quốc cũng có những biện pháp trả đũa. Đầu tháng 5, nước này tuyên bố các sản phẩm do công ty chip Micron của Mỹ sản xuất có rủi ro an ninh quốc gia và sẽ bị cấm bán cho các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc. Ngay trong những ngày đầu tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 nhằm vào hai kim loại hiếm, Gali và Germanium, vốn được sử dụng để sản xuất chip máy tính và nhiều loại sản phẩm khác như tấm pin mặt trời và thiết bị radar tiên tiến, với lý do nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Động thái này được nhiều người ví von như phát súng cảnh báo rằng để đáp trả các hạn chế và sự kìm hãm từ đối thủ, Trung Quốc cũng nắm trong tay nhiều công cụ quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa ở mức độ như hiện nay khi các mối quan hệ lợi ích cạnh tranh có sự đan xen và ràng buộc mạnh mẽ sự nóng lên trên đường đua chip tiềm ẩn rất nhiều biến số vâng thưa tiến sĩ phan cao nhật anh chúng ta vừa theo dõi những gì đang diễn ra quanh cuộc chiến chip giữa mỹ và trung quốc cùng với các đồng minh của mỹ đúng không ạ vậy điều này không phải là mới tuy nhiên theo ông vì sao nguyên nhân nào đã dẫn tới những cái bước leo thang trong giai đoạn gần đây ạ chúng ta còn nhớ là năm 2022 tức là năm ngoái đấy thì Mỹ đã đưa ra cái đạo luật về khoa học và công nghệ và muốn đẩy mạnh cái việc sản xuất chip hay là chất bán dẫn ở Mỹ và cũng hạn chế cái sự mà sản xuất chip và sự phát triển chip của Trung Quốc và không chỉ có riêng Mỹ và Mỹ cũng phối hợp với các nước đồng minh ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là vùng đại, đại lãnh thổ Đài Loan và gần đây đấy chính là với Hà Lan thì chúng ta cũng biết đầu năm nay là đã có một số tin là Mỹ và cùng với Hà Lan và Nhật Bản đã đưa ra những cái lệnh là hạn chế cái xuất khẩu chip sang phía đối với Trung Quốc Và trong tháng 6 vừa qua thì Hà Lan cũng đã đưa ra cái luật là Các cái công ty mà ở Hà Lan mà muốn xuất khẩu ra các tư nước ngoài thì cần phải có giấy phép Và rõ ràng là đây không nói cụ thể là nhằm vào Trung Quốc Nhưng rõ ràng là với một thị trường lớn như Trung Quốc thì đây thực sự Cái đối tượng chính mà nhằm vào đấy chính là Trung Quốc Và qua những cái động thái như vậy thì Bắc Kinh cũng đã có những cái động thái đáp trả thì chúng ta cũng biết là Trung, uh, Trung Quốc cũng thực hiện đẩy mạnh cái việc sản xuất chip ở trong nội địa, rồi thì thực sự là họ cũng uh, muốn đưa ra như việc là hạn chế những cái việc mà xuất khẩu uh, một số chất, ví dụ như chất gali hay là chất mani. đây là hai cái chất vô cùng quan trọng trong cái việc sản xuất bát, chất bán dẫn sang các nước khác. thì rõ ràng là cái việc mà căng thẳng hiện nay tôi nghĩ rằng đây là trong cái bối cảnh chung của cạnh tranh toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc và cái sự đáp trả lẫn nhau giữa hai bên trong cái tổng thể thương như vậy vâng trong cái bối cảnh đó thì có một ý kiến cho là trong ngành bán dẫn thì dường như là toàn cầu hóa đã chết anh có nghĩ là cái quan điểm này nó quá là bi quan không trong cái cái, cái, cái quá trình mà uh, đại dịch covid 19 thì khi mà nó đứt gãy cái chuỗi cung ứng thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà toàn cầu hóa hay là người ta thấy sự cái mong manh của cái sự toàn cầu hóa và đặc biệt trong cái cuộc khủng hoảng ukraine vừa qua thì chúng ta cũng thấy là thế giới dường như đang có sự phân mảnh thì như vậy thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là cái toàn cầu hóa phi toàn cầu hóa ở đây nó đã bắt đầu đang diễn ra và chúng ta cũng thấy rằng là có cái sự trỗi dậy của cái chip for đấy chính là của Mỹ, à, Hàn Quốc, Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan và các cái nước và vùng lãnh thổ này chính là những cái nước có cái thế mạnh trong việc sản xuất chip như vậy sản xuất chip ở đây nó cũng tập trung vào một cái số nước ở thế mạnh và trong cái bối cảnh hiện nay với cái sự phân mảnh như vậy thì các nước nhỏ khác là cũng đẩy mạnh cái sự à, sản xuất chip như vậy chúng ta có thể thấy là là cái cái, cái sự à, toàn cầu hóa ở đây nó đang có cái sự biến đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau và ở đây tôi, tôi nghĩ rằng là không phải là toàn cầu hóa đang bị chết mà đơn giản nó diễn ra theo một cái chiều hướng khác một xu hướng khác mà bây giờ chúng ta cũng đang nhận thức dần ra ở đây thì chúng ta cũng phải nhớ rằng tôi muốn khẳng định một lần nữa đấy chính là sự tất yếu của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia rõ ràng hiện nay là dù cho có sự nổi dậy sự trỗi dậy của chip for thì chúng ta cũng thấy rằng là cả bốn nước và vùng lãnh thổ này cũng không thể cung cấp được chip cho đối với cái toàn thế giới mà còn phải tất cả các nước khác chính vì vậy mà ở đây cái sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia tôi nghĩ rằng là nó vẫn đang tồn tại và nó thể hiện đó, đó chính là cái bản chất của toàn cầu hóa và sự đoàn kết hay là sự cần thiết lẫn nhau giữa các nước ở đây chúng ta phải không phải là cái sự liên kết một cái đơn giản một cách cơ giới mà đây sự liên kết với cái sự hữu cơ mà các nước cần phải vẫn nhau mặc dù trong cái bối cảnh hiện nay khi mà xung đột giữa các nước thì nó có thể ảnh hưởng tới các thỏa thuận kinh tế hoặc là vẫn những cái hợp tác về mặt chính trị tuy nhiên tôi nghĩ rằng là toàn cầu hóa nó vẫn đang diễn ra nhưng nó đang theo một cái dạng thức khác mà chúng ta phải cần nhận thức rõ hơn vâng Tuy nhiên là dù gì thì những cái bước đi cứng rắn của Mỹ và các đồng minh và cái đòn đáp trả của Trung Quốc nó cũng sẽ tạo ra rất nhiều rủi ro đúng không ạ? Anh có thể phân tích rõ hơn những cái rủi ro tiềm tàng đối với nền kinh tế chính các quốc gia này cũng như khu vực và thế giới. Trong cái bối cảnh hiện nay thì rõ ràng là giữa Mỹ và Trung Quốc mặc dù có cái sự trận cạnh tranh toàn diện Tuy nhiên vẫn họ vẫn có cái sự hợp tác lẫn nhau và cả hai bên đều cùng thể hiểu rằng là không có một bên nào có đủ cái sự nổi trội để mà có thể loại bên kia ra khỏi cuộc chơi chính vì vậy mà sự cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc hiện nay mặc dù là toàn diện tuy nhiên nó có cái sự khác biệt so với trước kia mặc dù là cạnh tranh nhưng vẫn phải có cái sự hợp tác và tùy theo thời điểm khác nhau cái thứ hai là chúng ta cũng nhìn thấy là khi mà cái cạnh tranh giữa uh, cái cái việc mà sản xuất chất bán dẫn hiện nay giữa mỹ và trung quốc chắc chắn nó sẽ làm trầm trọng thêm cái sự cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc trong cái cái cái, 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 cái cạnh cạnh tranh, cạnh tranh toàn diện hiện nay và một cái điều nữa thì chúng ta cũng thấy rõ ràng trong thời gian qua đấy chính là sự đứt gãy cái sự chuỗi cung ứng ít à, nhất là ở đây là trong về mặt là chip và cái chất bán dẫn là nó sẽ tác động trực tiếp đến đối với cả Trung Quốc trong cái việc mà ngành công nghiệp sản xuất thì chúng ta cũng biết là họ sẽ bị hạn chế như vậy mà họ sẽ buộc phải có những điều chỉnh chiến lược thay đổi để có thể tự cung cấp cái cái chất bán dẫn của cho họ và cái việc mà họ bị cũng hạn chế xuất khẩu sang các nước khác và rõ ràng là cái việc mà cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay trong cái lĩnh vực uh, chất bán dẫn hiện nay thì chắc chắn là Đài Loan vốn được gọi là một cái khu cái cái vùng lãnh thổ mà có thế mạnh trong cái việc sản xuất chip thì rõ ràng đây là một cái điều họ cũng cần phải có những cái tính toán để làm sao mà tránh có thể gây thiệt hại đến bản thân vùng lãnh thổ Đài Loan. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái mà ảnh hưởng chúng ta có thể có nhìn thấy rõ ở ngay trước mắt trong cái 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 sự mà cạnh tranh mạnh mẽ giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay. Vâng. Thưa quý vị, những con chip có kích thước nhỏ bé nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công nghệ, kinh tế và quân sự phát triển. Việc kiểm soát thị trường chip sẽ đem lại những lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh đang diễn ra giữa các cường quốc. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở mức độ xung đột địa chính trị, cuộc đua chip hiện nay dường như giống một cuộc chiến rất khó xác định người chiến thắng với các hệ quả khó lường. Trung Quốc đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ lâu nay nỗ lực tập hợp đồng minh để hạn chế bán các sản phẩm bán dẫn cho Trung Quốc. Việc Bắc Kinh hạn chế GaLi và Germany là bước đáp trả đáng kể nhất cho đến nay sau khi cấm một số ngành công nghiệp nội địa mua thẻ nhớ của hãng Micron hồi tháng 5. Bước đi tiếp theo của Bắc Kinh có thể là hạn chế xuất khẩu đất hiếm, giống như cách nước này đã làm với Nhật Bản khi quan hệ hai nước căng thẳng cách đây 12 năm. Trung Quốc hiện là nước khai thác đất hiếm hàng đầu thế giới, cung cấp nguyên liệu để sản xuất hàng loạt hàng hóa và thiết bị hiện đại từ xe điện đến thiết bị quân sự. Điều tôi muốn nói là Trung Quốc luôn cam kết duy trì an ninh và ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, đồng thời luôn thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Đó là thông lệ quốc tế để chính phủ Trung Quốc thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có liên quan theo luật và không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Người ta đã nói nhiều về việc Trung Quốc đáp trả các biện pháp trừng phạt ngày càng leo thang từ Mỹ và các quốc gia khác. Đây là một bước đi táo bạo mà chuỗi cung ứng sẽ mất một thời gian để ngấm đòn. Song việc đây là những nguyên liệu thô đóng vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực báo hiệu một số gián đoạn trong thời gian tới. Không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc đáp trả chiến dịch do Mỹ dẫn đầu nhằm hạn chế quyền tiếp cận vi mạch của Trung Quốc, chiếm khoảng 90% sản lượng toàn cầu các kim loại này. Trung Quốc đã đánh thẳng vào điểm yếu dễ tổn thương trong các lệnh hạn chế thương mại của Mỹ. Đây là một chiến thuật đàm phán thương mại khá cơ bản. Gali và Germany chỉ là một vài trong số các kim loại phụ rất quan trọng đối với nhiều loại sản phẩm công nghệ và Trung Quốc là nhà sản xuất chủ yếu của hầu hết các kim loại này. Sẽ là ảo tưởng khi cho rằng một quốc gia khác có thể thay thế Trung Quốc trong ngắn hoặc thậm chí là trung hạn. Các nhà cung cấp Trung Quốc có thể sẽ mất khách hàng và trong ngắn hạn, điều này sẽ gây ra các vấn đề về nguồn cung nếu Trung Quốc thực sự từ chối xuất khẩu. Về cơ bản mà nói, đây là tắc nghẽn về chuối cung ứng khi khó tìm nhà cung ứng nguyên liệu thô mới. Một cuộc hồi phục khó khăn là tiêu đề báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF công bố gần đây, trong đó nhấn mạnh những căng thẳng toàn cầu có thể dẫn đến tổn thất giải hạn 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP của thế giới nền kinh tế của các nước đang phát triển dễ bị tổn thương hơn trước sự thay đổi này vì phụ thuộc nhiều hơn vào dòng vốn từ các quốc gia xa hơn về mặt địa chính trị báo cáo cho rằng ngay cả khi các quốc gia hùng mạnh hơn gặt hái được những lợi ích mà họ tìm kiếm thông qua gia tăng căng thẳng những lợi ích đó có thể phần nào bị xói mòn khi nhu cầu bên ngoài yếu hơn một thế giới bị phân mảnh có thể sẽ nghèo hơn IMF nhấn mạnh trong một thế giới bị chia cắt với căng thẳng địa chính trị gia tăng, các nhà đầu tư có thể lo lắng rằng các nền kinh tế không liên kết sẽ buộc phải chọn khối này hay khối khác trong tương lai và sự không chắc chắn đó có thể làm gia tăng tổn thất. Trong bầu không khí này, rõ ràng những căng thẳng từ cuộc chiến chip và ngành bán dẫn toàn cầu càng góp thêm gam màu u ám cho những rủi ro mà nền kinh tế thế giới đối mặt những khái niệm căng thẳng về an ninh quốc gia đang ngày càng ảnh hưởng nhiều hơn đến các hoạt động kinh tế và thương mại trên thực tế có rất nhiều cơ hội và không gian hợp tác trong lĩnh vực bao gồm năng lượng thiết bị y tế và sức khỏe cộng đồng tuy nhiên tất cả những điều này hiện đang bị chặn lại chủ yếu vì tất cả đều bị chính trị hóa vâng xin được trở lại với uh, tiến sĩ phan cao nhật anh thưa ông nhiều người nhìn nhận những nỗ lực của washington nhằm kìm hãm ngành chip trung quốc là một phần trong kế hoạch ngăn chặn nước này phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và phục vụ cho các mục đích kinh tế và an ninh để đối đầu với mỹ nhưng tuy nhiên cũng có những ý kiến lại cho rằng đây những cái tác động này nó chỉ là mang tính nhất thời thôi và thậm chí đó có thể là đem đến một cái sức bật để trung quốc hướng tới một cái kỷ nguyên vàng cho ngành bán dẫn nội địa ý kiến của ông như thế nào trong khi mà bị các nước mỹ và các nước đồng minh mà có cái sự hạn chế hay là hạn chế hoặc là cấm cái việc mà xuất khẩu sang trung quốc như vậy thì rõ ràng là trung quốc không còn cách nào khác là họ phải điều chỉnh và chắc chắn đây chính là một động lực buộc họ phải phát huy cái sức mạnh của mình mà để có thể gọi là uh, tự cung tự cấp cái chất bán dẫn của họ so với cái nhu cầu của trong nước và thậm chí là cũng có thể là xuất khẩu sang thế giới cho một số nước khác tất nhiên là trong cái thời điểm này thì trung quốc buộc phải đẩy mạnh hơn nữa cái vấn đề mà nội địa hóa những cái chất bán dẫn của Trung Quốc để, để, để phục vụ cho bản thân Trung Quốc. Tuy nhiên ở đây chúng ta cũng phải nhìn thấy là có cái có, có, có tính hai chiều, không có nghĩa là với trong cái sự sức ép như vậy thì Trung Quốc có thể thực hiện một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì đương nhiên là có rất nhiều thách thức đối với Trung Quốc để mà họ có thể thực hiện được cái việc mà nội địa hóa cái sản xuất chất bán dẫn. Ví dụ chúng ta cũng biết rằng là để mà có thể sản xuất được chất bán dẫn thì rõ ràng là cần một cái nguồn nhân lực. Và nguồn nhân lực đây là nguồn nhân lực chất lượng cao chứ không phải là nguồn nhân lực với những cái lao động giản đơn mà ở đây thì rõ ràng là đây là một cái điểm mà Trung Quốc đã đang lưu ý mà người ta cũng đã nêu rõ là đang thiếu cái nguồn nhân lực để mà có thể phục vụ cho cái việc mà sản xuất chất bán dẫn tại Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề mà Trung Quốc mặc dù là cái động lực thế nhưng rõ ràng có thể nói rằng đây là một cái động lực để Trung Quốc thúc đẩy nhưng cũng chưa thể khẳng định rằng đây chính là cái cái, cái gọi là cái kiểu nguyên vàng bởi vì sẽ sẽ gặp rất nhiều thách thức mà không thể trong một thời gian ngắn mà họ có thể khắc phục được ngay thì tôi nghĩ là như vậy. Vâng. Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng Trung Quốc tiêu thụ hơn 50% lượng chip toàn cầu bởi nước này được xem là công xưởng của thế giới. Xong, Trung Quốc chỉ sản xuất khoảng 15% sản lượng toàn cầu. Những năm gần đây, vì nhiều lý do, thị trường tiêu thụ chất bán dẫn lớn nhất thế giới đã giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp chip từ nước ngoài và nỗ lực thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp. Cuộc đua trong ngành bán dẫn ngoài tính cạnh tranh còn tạo ra những xung lực mạnh mẽ phản ánh qua quá trình tái cấu trúc toàn cầu, mở thêm cơ hội thúc đẩy thay đổi trong các chuỗi sản xuất cũng như đem đến cơ hội cho các nhân tố khác đây có thể là một góc nhìn tươi sáng hơn cho những cuộc đua chip đang rất nóng hiện nay. Xu thế tài cấu trúc ngành bán dẫn đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết với những động lực mạnh mẽ là quá trình thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch và những bất ổn chính trị khu vực cũng như trên toàn thế giới, trong đó có cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Ngoài yếu tố chính trị, kinh tế, thực tế này đặt ra bài toán tự chủ công nghệ cho mỗi quốc gia. Tổng quy mô thị trường thiết bị sản xuất chip tại Trung Quốc năm 2022 là 52 tỷ nhân dân tệ, hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 6 lần năm 2017. Trước đó, năm 2016, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ chi 150 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2026 để phát triển lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến. Đạo luật Chips được chính phủ Mỹ ban hành, ngoài các mục tiêu trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, còn khía cạnh hướng tới tăng cường sản xuất vi mạch nội địa ở Mỹ thông qua cam kết đầu tư tổng cộng 52,7 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản cũng đã khởi động chương trình đầu tư công nghiệp quy mô lớn nhằm tìm cách chuyển một số hoạt động sản xuất chip trở lại nước này thông qua việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip trị giá 8,6 tỷ đô la Mỹ. Với 40% vốn đầu tư lấy từ nguồn ngân sách của Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, đặc biệt là Sony. Liên minh châu Âu năm 2022 đã thông qua đạo luật Chips châu Âu, tổng trị giá 45 tỷ đô la Mỹ, với tham vọng nâng cao gấp đôi thị phần chip toàn cầu sản xuất ở châu Âu từ 10% lên 20% vào năm 2030. Trong cuộc đua giữa các cường quốc công nghệ, thị trường sản xuất vật liệu bán dẫn toàn cầu nóng lên nhanh chóng, mang đến cơ hội cho các nước Đông Nam Á. Nhiều tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới đã và đang để mắt tới khu vực coi đây như điểm đến đầu tư an toàn và tiềm năng. Trong nhiều báo cáo đánh giá về năng lực sản xuất vật liệu bán dẫn thời gian gần đây, các quốc gia Đông Nam Á được xếp ở vị trí nổi bật trong chuỗi sản xuất chip thế giới, chiếm tới 27% thị trường đóng gói và thử nghiệm chip toàn cầu. Dù bắt nguồn từ bất ổn phải thừa nhận xu thế tái cấu trúc ngành bán dẫn đang đồng thời mở ra cánh cửa cho các nhân tố mới tham gia ngành công nghiệp được khao khát toàn cầu, chứ không còn giới hạn trong một số nền kinh tế như trước đây. Song hành cùng với đó là làn sóng chuyển hướng chuỗi cung ứng, sản xuất của nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thế giới tiếp tục tương hỗ quá trình tái cấu trúc lĩnh vực bán dẫn diễn ra sôi động hơn. Ngành bán dẫn được dự đoán sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ trong những năm tới cùng với đà tiến bước của các công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây. Tương lai và tiềm năng này đang đặt ra những bài toán và đòi hỏi mới cho việc sở hữu, phát triển và thậm chí là tự chủ linh kiện bán dẫn để giảm thiểu sự lệ thuộc về lâu dài và hạn chế tối đa những rủi ro từ nguy cơ đứt gãy. Vấn đề mang tính chiến lược đặt ra đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam, là làm thế nào để có thể tận dụng được sự dịch chuyển của chuỗi giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra hết sức mạnh mẽ và khai thác hiệu quả các thế mạnh của mình để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn. Vâng, thưa tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong ngành bán dẫn chắc chắn là đem tới cả những tác động tiêu cực và tích cực. Tiêu cực chúng ta đã phân tích khá nhiều rồi. Anh nhìn sang hướng tích cực đối với khu vực châu Á thì anh nghĩ sao? Rõ ràng là trong cái cuộc mà cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua thì chắc chắn là cái thị trường uh, chất bán dẫn là đang có sự dao động. Ở đây chúng ta cũng thấy là tất cả các nước đều phải có sự điều chỉnh. Ở đây tôi xin nhấn mạnh một điều nữa là Mỹ cũng muốn là sản xuất chất bán dẫn ở nước họ, rồi thì cũng muốn mở rộng gọi là sang một những cái số nước đồng minh và muốn hạn chế là hạn chế đối với Trung Quốc thôi. Đó thì ngay cả bản thân Trung Quốc thì tôi như đã, cũng đã nói là họ là phải đẩy mạnh cái việc mà nội địa hóa để thực tế là cái đáp ứng của nhu cầu của Trung Quốc và nhu cầu của thế giới và ừ. các nước khác ví dụ như Nhật, Nhật Bản, Hàn Quốc rồi vùng lãnh thổ Thái, Lai Loan là đều có những cái sự điều chỉnh đối với cái thị trường mà uh, chất bán dẫn mà hiện nay là đang có cái uh, sự dao động như vậy. Thế thì các nước ở đây tôi có một thể hiện là các nước chung đều có một cái xu hướng chung đấy là trong cái bối cảnh như vậy đều muốn nâng cao cái tính tự chủ hay khía cạnh hơn nữa là họ muốn đẩy mạnh cái tự sản xuất cái chất bán dẫn ở nước họ chúng ta cũng biết là một cái xu hướng mà các nước đang chuyển dịch chuyển cái khu sản xuất ra khỏi ngoài Trung Quốc thì rõ ràng ở đây các nước ở Đông Nam Á thì có thể sẵn sàng là phải có xây dựng những cái điều kiện để có thể đón được cái xu hướng này thì tôi nghĩ rằng đó chính là trong cái thị trường mà sản xuất chất bán dẫn hiện nay đang có cái sự dao động như vậy thì sẽ là cơ hội của một số nước mà muốn nếu mà đón đầu được cái xu hướng này thì sẽ là cái cơ hội để phát triển chất bán dẫn của riêng cái những cái nước đó vâng ông thể làm rõ hơn những cái cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong cái bối cảnh ừ. như thế không Việt Nam chúng ta thực ra mà nói là Việt Nam chúng ta không phải là nằm ngoài cái chuỗi cung ứng chất bán dẫn trên toàn cầu, chúng ta đã nằm ở trong cái chuỗi cung ứng bán, uh, chất bán dẫn của toàn cầu. Vì vậy mà trong cái bối cảnh hiện nay khi mà có những cái cơ hội mở ra như vậy, tôi nghĩ rằng Việt Nam thì rõ ràng là khi mà các nước đã muốn tránh phụ thuộc vào Trung Quốc thì Việt Nam có thể là đón đầu cái xu hướng này để có thể trở thành một cái uh, đất nước mà cung cấp uh, chất bán dẫn uh, mạnh hơn nữa. Ở đây thì chúng ta cũng biết là Việt Nam chúng ta là có tiềm năng, chúng ta có một cái lượng dân số uh, gần 100 triệu, mà dân số là uh, trẻ rồi nguồn tài nguyên và thiên nhiên phong phú có một số cái chất liệu mà có thể phù hợp để mà uh, sản xuất chất bán dẫn ở Việt Nam. Ngoài ra ở đây thì chúng ta cũng biết là trong cái nền kinh tế của chúng ta đang phát triển với cái sự chính trị nó cũng đang ổn định và cái ngoại giao là đa phương hóa muốn làm bạn với tất cả các nước thì tôi nghĩ rằng đây là những cái lợi thế mà Việt Nam có thể mà có cái tiềm năng để mà chúng ta được cái phát triển uh, cái cái việc mà sản xuất chất bán dẫn trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc hiện nay ngoài ra chúng ta cũng uh, đang phát triển về khoa học khoa và công nghệ chính vì vậy mà chúng ta cũng muốn tiếp cận với tất cả các nước kể cả những nước ở cái trình độ rất là cao về khoa công nghệ ví dụ như nhật bản và hàn quốc hay cả ở những cái tầm ở thấp hơn do do cái cái việc mà chúng ta có thể đón nhận được cái việc mà sản xuất bản dẫn ở việt nam tôi nghĩ rằng đó là những cơ hội tuy nhiên khi mà nhìn về những cơ hội thì chúng ta cũng phải nhìn nhận lại những cái thách thức thách thức ở đây thực sự là cái việc mà lao động của chúng ta thì cũng giống như ở Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng là lao động chúng ta ở trình độ cũng chưa phải là cao cái năng suất lao động của chúng ta thì cũng chưa phải là cao so với cả một số nước Đông Nam Á ngoài ra ở mỗi khía cạnh nữa thì chúng ta cũng thấy là cái việc mà đổi mới sáng tạo hay là áp dụng khoa học công nghệ của chúng ta vào trong việc sản xuất ở trong nước thật sự là cũng chưa cao mà cái này là cũng cần phải có những cái điều chỉnh hơn nữa để mà thực hiện hiệu quả hơn nữa trong cái quá trình mà sản xuất ở Việt Nam chúng ta. Vâng. Trước cái bối cảnh đó thì cái sự phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà nước trong những cái vấn đề liên quan đến chính sách hay là uh, hệ thống quản lý và cái việc tối ưu hóa quá trình sản xuất vận chuyển và những cái cơ chế đảm bảo rủi ro nó rất là quan trọng đúng không ạ? Vậy theo anh thì đâu là những cái yếu tố căn cốt và mang tính chiến lược để chúng ta có thể phát triển cái ngành bán dẫn nội địa trong thời gian tới? Đó? Thì tôi nghĩ rằng là quan điểm của đảng và nhà nước ta rất là rõ ràng, phải phát triển mạnh khoa học công nghệ trong các phiên phát triển mà kinh tế của đất nước phải đẩy mạnh kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và trong đấy phải phát huy mạnh cái yếu tố gọi là khoa học công nghệ và trong đấy có cái việc mà sản xuất chất bán dẫn cái điều thứ hai là chúng ta cũng phải nhận thức là phát triển phải cho phù hợp chúng ta cũng biết rằng là trình độ phát triển kinh tế của chúng ta đang ở mức nào do đó chúng ta cũng phải từng những cái bước mà mà mà, mà phù hợp đối với trình độ và năng lực đặc biệt là trong cái lĩnh vực uh, sản xuất chất bán dẫn là cái lĩnh vực khoa học công nghệ cao hiện nay thì chúng ta có lẽ là tương ứng với cái mức thứ ba thì đã đang là trong cái 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 mức là đóng gói tuy nhiên là trong cái tương lai thì chúng ta phải nhìn cái tầm xa hơn chắc chắn là chúng ta không thể chỉ gọi là những đóng gói hay là mà chúng ta phải chú ý đến cái việc mà thiết kế và sản xuất và rõ ràng để cái điều này thì chúng ta phải có những cái mục tiêu là về trung hạn và dài hạn ví dụ như trung hạn thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái việc nghiên cứu đào tạo các nguồn nhân lực để có thể đáp ứng được thì rõ ràng ở đây là cần phải đẩy mạnh cái việc nghiên cứu là công tác của các viện nghiên cứu của các trường đại học hướng tới phải đào tạo và nghiên cứu uh, nghiên cứu gọi là nghiên cứu và phát triển thì để cho đẩy mạnh hơn nữa cái 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 công cuộc có thể mà sản xuất cho bạn dân hiện nay ở trong tầm nhìn dài hạn thì chúng ta cũng không chỉ là về nguồn nhân lực mà chúng ta cũng phải là chuyển giao công nghệ chúng ta hiện nay đã có mối quan hệ với tất cả nhiều nước phát triển Ví dụ Nhật Bản Hàn Quốc thì chúng ta hoàn toàn phải tính tới hướng là phải có cái sự chuyển giao công nghệ của các nước này về những việc mà sản xuất chất bán dẫn hiện nay, thì tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề mà uh, căn cốt, tất nhiên là còn rất nhiều vấn đề khác nữa. Tuy nhiên đó là những cái vấn đề đáng chú ý để chúng ta có thể đẩy mạnh hơn nữa cái việc mà sản xuất chất bán dẫn trong việc của Việt Nam hiện nay trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa mỹ và trung quốc. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Thưa quý vị, ngành bán dẫn nói chung và sản xuất chip bán dẫn nói riêng là ngành mà tất cả các quốc gia có nền sản xuất hiện nay đều muốn có chỗ đứng. Trong bối cảnh các cuộc thương chiến phức tạp. Cuộc đua chip và sản xuất bán dẫn vẫn nóng lên từng ngày với nguy cơ các quốc gia thực hiện những chính sách như giao hai lưỡi làm tổn hại tới sự phát triển của ngành bán dẫn toàn cầu. Có thể thấy rõ trong vòng luẩn quẩn các hạn chế và cấm xuất khẩu những sản phẩm bán dẫn này không phải là giải pháp để các bên cùng thắng trong cuộc đua. Trong khi đó, tương lai ngành bán dẫn vẫn đang có nhiều hứa hẹn và chờ đợi những chính sách đúng đắn, linh hoạt để bắt kịp nhu cầu phát triển và giảm thiểu rủi ro trong gián đoạn chuỗi cung ứng, yếu tố đe dọa nghiêm trọng đến nền kinh tế của các quốc gia khu vực và toàn thế giới và cũng là điều không nên xảy ra khi đã có quá nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống như hiện nay. Trong bối cảnh kể trên, các chính sách mở cửa phù hợp cùng với hàng loạt hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đang tạo nên một hình ảnh Việt Nam hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Tất nhiên, để biến những lợi thế thành động lực và khai thác các động lực ấy hiệu quả, đòi hỏi các bước đi phù hợp với năng lực hiện tại cũng như nỗ lực từ tất cả các bên. Chương trình bình luận thế giới 360 độ tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh đã tham gia về chương trình. Trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.